Xin kính chào các quý vị. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một mẫu tinh thể thạch anh trắng dạng chùm, nó có kim sa. Đây là tôi đang quay ở trong điều kiện ánh sáng của bóng tím trong phòng. Nó có khá nhiều búp, các búp nên nó tương đối là to. Quay chi tiết để quý vị cùng xem. Viên này nó có bề ngang này là 21 cm, 21 cm, và chiều cao từ trên xuống dưới này là 15 cm. Cái đế tương đối là mỏng. Đường sau cũng có mặt, cũng có các cái hạt kim sa và các cái tinh thể nhỏ nó bám ở quanh đây. Viên này có khối lượng của đá nặng là 2,8 kg. Và hiện cái mẫu này thì tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 550.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ ship hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên, nếu mà sai so với cam kết xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị nào nếu có nhu cầu muốn sở hữu hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại 0354 099 099. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Hàng ngày kênh Đá Phong Thủy luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy phục vụ đến các quý vị khán giả. Còn nếu có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại 0354 099 099. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.